Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay thêm một cái video nữa nha các bạn ơi. Thì nói chung vừa rồi mình cũng làm ít ra video các bạn ạ. Một tuần ra được có một clip à, tôi có thể 2 tuần mới ra được. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục cái chương trình bảo dưỡng chiếc xe Winner ha. Winner V1 hay Winner X. Thì nói chung là cũng bảo dưỡng tương tự nhau cả thôi anh em ơi. Nên hôm nay mình lại chia sẻ cái combo là bảo dưỡng xe. Thì ngày hôm nay mình có đặt một cái lọc gió, thì đó mình sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề lọc gió này cho các bạn nghe, và mình hiện tại mình đang đi lọc gió gì, và mình thay như thế, cách thay thế và bảo dưỡng lọc gió như thế nào, và cũng như mình cũng có đặt thêm bộ nhớt đây, 1.2L nhớt Shadow Racing, đây là cấp nhớt tốt nha các bạn ơi, MA2 là cấp nhớt, đây là nhớt tổng hợp hoàn toàn nha các bạn nha. Thì mình đi 1.2L thì ok, cái bật nhớt thì mình nói sau. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ xoay quanh cái vấn đề lọc gió. Thì mình cũng đã quay một cái clip mình thay một cái lọc gió dạ zin độ nha các bạn. Thì cái lọc gió đó mình mua 100 mấy 200 nghìn mình không nhớ nữa, nhưng mà cái lọc gió đó thật sự vãi. Thì sau một thời gian đi thì nó cũng có cái gọi là nhiều bạn nói và nhiều bạn bình luận trong cái video đó, các bạn có nói rất là nhiều xe thì chúng chưa có xe, không có độ gì thì không nên đi lọc gió này, hoặc là mua lọc gió này á, thì cái lượng gió nó vô thì nhiều thì động cơ mạnh thiệt, nhưng mà nó lại gây tốn xăng, và cái nó lọc không khí không có, nó lọc bụi không có được sạch, và cái lọc gió nó không có được tẩm dầu, và đi lọc gió có nên được tẩm dầu hay không. Thì bây giờ mình cũng sẽ nói luôn. Thì mình hiện tại mình mới đặt một cái lọc gió về, thì mình đọc thì là 9 tháng nha các bạn nha. Cái này là hàng zin của Honda nha các bạn nha. Đây. Đó. Thì cái lọc zin này á thì nó có tẩm dầu nha các bạn nè. Nó có tẩm dầu ở bên trong nha. À, tẩm dầu bên trong nè. À, đây là mình sờ ẩm này đó, có tẩm dầu nha. Thì mình mua cái loại này là để coi giá này. 60 đâu ta? Mình xem giá thì nó tầm có 60 mấy nghìn bạn ơi, 60 mấy nghìn à, 60 nghìn thôi à, 60 mấy nghìn thôi bạn ơi. Cái mình xé cái mát nó mới tiêu rồi, có 60 mấy nghìn là cả ship luôn nha các bạn nha. Nếu mua trong hãng là tầm 50 nghìn tầm đó thôi. Thì mình đang đi cái lọc gió này, thì hiện tại giờ mình cũng đã tháo ra rồi, thì giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây mình tháo 4 ốc ra rồi nha, thì giờ mình sẽ cầm cái lọc gió đây. Cái lọc gió này là cái lọc gió mình đã thay cho chiếc xe của mình, là mình chạy cũng được hơn 2 mấy ngàn cây rồi, gần 30 ngàn cây rồi nha. Thì cái lọc gió này mình đi được khoảng gần 30 ngàn cây rồi, mình thay từ lúc 20 ngàn cây, mười mấy 20 ngàn cây vậy mình không nhớ nữa, thì cũng gần 30 ngàn cây rồi. Thì mình cứ 5 ngàn cây là mình vệ sinh một lần. Thì bây giờ mình sau một thời gian đi, mình có cái cảm nhận là đi lọc gió này có lúc đầu các bạn thay á thì nó sẽ bốc thiệt, nó cái lượng gió nó vô trong bên động cơ á, bên trong lòng động cơ thì nó nhiều, thì nó sẽ nói chung là phun xăng đánh lửa tốt, xong rồi xe nó mạnh hơn, ngon hơn, nhưng mà chỉ từ khúc đầu thôi, nó không có mạnh được bao nhiêu đâu các bạn ạ. Nếu mà các bạn xác định đi cái lọc gió này á thì các bạn cũng phải lên bài nhỏ nhỏ như bô xăng lửa gì đó cho nó đúng cái lượng khí, lượng gió vô bên trong động cơ thì nó cho nó cân cho nó đều. Còn xe mình không có độ gì hết, nên là khi mình đi lọc cái gió này á thì đi được thời gian đầu thôi, nó thấy nó thoáng, nó bốc vậy thôi, nhưng mà chạy về sau nó cảm giác là máy hơi yếu các bạn ơi, dạng như là nó máy hơi yếu nè, nó còn có thể là không có yếu đâu, ý là mình đang nói đây là nó hao xăng. Và cái lúc mình mua cái loại này á là không có tẩm dầu nha các bạn nha, cái loại này bằng sợi vải nè, nó không có tẩm dầu. Đây, nó không có tẩm dầu gì hết nè, các bạn nhìn thấy cái lỗ không? Nên mình khi mình vệ sinh thường xuyên á, mình cảm giác là cái lọc bụi á nó không có ngon bằng cái loại zin có tẩm dầu, nó lọc rất là tốt đó. Nên bây giờ mình muốn sẽ bỏ cái lọc này đi, mình không đi lọc này nữa. Lọc này bây giờ mình cũng chạy được gần 30 ngàn cây, giờ mình dục luôn, mình quyết định mình dục lọc này luôn. Giờ mình sẽ đổi sang cái lọc zin này để mình đi. Thì nói chung là mình cũng nói lại nha, có nhiều bạn nói hỏi là độ lọc gió cho xe gây tốn xăng hơn, nó chỉ tăng được một ít công suất thôi các bạn ơi, nhưng mà nó rất là gọi là tốn xăng. Nhưng cái dòng của mình là dòng xe phun xăng điện tử các bạn, cái lượng gió đưa vào thì nhiều á, thì kim phun nó sẽ phun nhiên liệu nó rất là nhiều hơn, và nếu mà nhiều phun nhiều nhưng mà nó không phù hợp với xe, nó lại tốn xăng các bạn ạ. Nên các bạn muốn đi ba cái bài lọc gió này thì mình nghĩ các bạn nên
lên bài bố chân lửa hay là lên một số bài nhỏ nhỏ gì đó, chứ còn nếu mà đi gym như mình thì nên đi lọc gió gym thôi các bạn ơi, đừng có đổi cái lọc gió này chi. Còn các bạn mà xác định á, mà đi lọc gió gym này á, thì mình nghĩ có nhiều bạn hỏi là có tầm dầu hay không nha, có nhiều bạn hỏi là có tầm dầu hay không, thì mình lên theo mình ý kiến của mình thì các bạn nên mua cái loại có tẩm dầu. Tại vì khi mà có tẩm dầu á, này các bạn thấy con dầu ở trên này nè, thì cái lượng gió nó hút vô á, thì nó sẽ lọc được cái bụi sạch hơn. Các bạn cứ để ý đi, các bạn đi một thời gian, bạn tháo cái lọc vô zin ra, bạn định hứa với các bạn trong vòng 5.000 cây đầu, cái lọc vô zin nó sẽ bám bụi rất là bẩn. Tại vì sao nó bám bụi bẩn vậy? Là mình phải suy ra cái hợp lý ở chỗ là nó lọc rất là sạch, bởi vậy thì nó cái lượng khí vô trong bên lòng động cơ á, thì nó sẽ sạch, nó không sẽ ảnh hưởng cái động cơ sau này. Còn thằng này thì mình nghĩ là nó được khúc đầu thôi các bạn ơi, khúc sau mình vệ sinh nhiều, nó không có tẩm dầu là mình nghĩ lọc cũng được bao nhiêu, nên có thể bụi nó vô nha các bạn. Nên có cái gì đó thì anh em tham khảo lựa chọn thôi, cái nào cũng được, nhưng mà mình thấy đánh giá cái lọc vô zin này hợp lý hơn. Bây giờ mình nói hơi bị lắp bắp các bạn ạ, mình nói theo ý kiến của mình á, nên có nhiều bạn nói lòng vòng và báo cũng lên thiên, nhưng mà mặt bằng chung á thì mình nghĩ là các bạn cứ nên lựa chọn cái lọc vô zin này nha, có cái lớp dầu nè, một cái lớp dầu tạm sẵn. Thì cái bảo dưỡng xe này thì lọc gió này thì mình đi cái loại này á, thì các bạn cứ 5.000 cây bạn vệ sinh một lần. Còn đi cái loại này á thì bạn xác định đi loại này á rẻ, nhưng mà các bạn tầm 10.000 cây các bạn nên thay nha. Đừng có nhiều bạn kêu lọc này ra xong rồi rửa xong rồi xịt gió lại phơi khô xong xài tiếp, thôi đừng. Cứ từ 10.000 cây tới 12.000 cây thay dục bỏ, mua cái khác có 60.000 bạc rẻ, chả có gì mắc hết. Nên anh em cứ thoải mái trong cái vấn đề thay lọc gió. Còn cái nọc lọc này thì nó mắc thiệt, nó mắc nhưng nó vệ sinh được nhiều lần. Nhưng mà mấy dòng này mình nghĩ là nên đi bài hoặc là bố chân lửa gì đó, không phải lọc trụ nhá, lọc trụ cũng được. Mà còn đi cái lọc gió giải zin này thì mình thấy nó thoáng khí hơn, nên các bạn phải đi bài bô hoặc là xăng gì đó cho nó canh chỉnh lại cho nó đều, nó chạy nó mới bốc. Còn nếu mà đi mỗi cái lọc này không thì nó bốc lúc đầu thôi, lúc sau thì vệ sinh hơi mệt, mới nhiều là cái nó lọc khí cũng không có được tốt. Là nó tốt ở đây là do nó không có được tẩm dầu thôi. Có nhiều bạn kêu hỏi tẩm dầu cũng được, nhưng mà theo mình nghĩ là nên tẩm dầu vô cho nó lọc được cái bụi nó kỹ hơn, chứ mà không tẩm dầu là thua luôn. Nên mình đi học gió zin cứ 10.000 cây, 12.000 cây mình sẽ thay về dục luôn cái dọc lọc gió này. Còn bây giờ là mình sẽ thay nha, mình không đi lọc gió này nữa nha, mình bỏ luôn nè. Đó, mình vệ sinh rất là nhiều rồi, nhưng mình cảm giác nó không có bằng cái lọc gió zin, nên mình sẽ quyết định thay đổi. Ok, thì tiếp tục là nhớt. Thì khi thay lọc gió xong mình sẽ chơi combo là nhớt. Thì thay nhớt Sadorazin này thì 1.2 lít. Thì mình đã chạy được 50.000 cây rồi. Nếu mà các bạn nào mà ký á, thì sẽ tầm 2.000-2.500 cây thay một lần. Còn xe mình thì cứ đúng tiêu chuẩn thôi, cứ 2.500-2.000 mình sẽ thay. Thì lúc trước mình 3.000 mình mới thay, thì do cái lợi điểm đầu 3.000 mình chạy đường thành phố, mình không có đi xa nhiều á, thì mình chạy khoảng 3.000 cây mình mới thay. Nhưng mà sau này mình cảm thấy là đi nhiều đi xa quá, nên mình sẽ giảm lại còn 2.000-2.500 thay. Thì cái cấp nhất này nó cấp nhất tổng hợp, nên các bạn cứ yên tâm thoải mái ha, 2.000-2.500 cây là thay được rồi, cũng không cần phải 1.000-2.000 mấy cái nhất bản tổng hợp với nhất khoản đâu. Ví dụ như mình đi nhất hãng hoặc là mình đi cái ba nhất bản tổng hợp các bạn, thì cứ 1.500 các bạn nên thay. Còn mình đi nhất tổng hợp hoàn toàn giống này thì mình cứ 2.500-3.000 hoặc là 2.000 cây, các bạn ký thì đi 2.000 rồi vậy thôi. Thì cái tí nữa mình sẽ thay nhớt, thì cái chương trình thay nhớt thì cũng khá là đơn giản, cũng chả có gì cầu kỳ. Đây thì mình sẽ cho bạn xem lại một lần nữa ha, cái lọc gió này ha. Đây lọc gió này, lọc gió giải zin, lọc gió này dọc lọc zin của hãng. Thì lọc gió zin của hãng nó có tẩm dầu, thì các bạn nên lựa chọn cái loại tẩm dầu đi, nên đừng có đi ba cái loại này nữa ha. Mình đó là ý kiến của mình. Còn chứ có nhiều bạn đi bình thường cũng sao hết, không có sao hết nha các bạn nha. Nhưng mà chịu khó vệ sinh với lại tẩm dầu lên, chịu khó tẩm dầu lên nó mới sạch, nó lọc được không khí. Với lại mình đi cũng gần 30.000 cây rồi, mình cũng vệ sinh nhiều rồi, nên bây giờ mình sẽ dục luôn, không xài nữa. Tại vì thổi gió nhiều quá là lỗ nó hở rồi nè, đúng không, nó cũng không lọc được nhiều nữa đâu. Đó, bụi vô mất công hư xe. Nên giờ mình sẽ chọn lại lọc gió zin mình đi, cứ 10.000 cây, 12.000 cây mình sẽ tháo ra mình dục.
tiền đầu tư mà các bạn. Rồi ok, thì hay cái lọc gió này thì khá là đơn giản thôi. Đây, nó mình đã tháo sẵn ra rồi. Rồi mình lau sạch nha. Rồi xong, giờ mình chỉ cái vát vô thôi là xong. Đây nãy để mình kiểm tra lại một lần nữa nha. Đó, rồi sạch sẽ chính xác, ok. Rồi các bạn chỉ cần để vô ngay lỗ là xong. Rồi mình sẽ gắn cái chùm cái bộ heo này vô nữa là xong cái thay lọc gió, quá đơn giản các bạn ơi. Rồi ok, giờ mình sẽ gắn mấy con ốc lại và mình sẽ đi thay nhớt thôi. Thì cái video ngày hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn cái góc bảo dưỡng xe thay lọc gió vậy thôi. Thì anh em nào mà kỹ thì nên đi lọc gió zin ha, hãy cứ 10.000 12.000 cái thay một lần. Thì trong cái video mình nói bị vấp các bạn ơi, dạo này mình nói hơi bị vấp và bị đớt khó nghe á, nên anh em thông cảm cho mình nha. Rồi hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo, xin chào.